Xin chào tất cả các bạn. Trong video ngày hôm nay, mình muốn giới thiệu lại cho mọi người về cái hiệu ứng Trigger. Hiệu ứng Trigger thì giúp ta có thể tạo ra được rất nhiều trò chơi tương tác rất là hay và thú vị. Tuy nhiên, với những ai mà mới sử dụng Trigger thì rất hay nhầm và Trigger sai đối tượng nên là kết quả là không được theo ý muốn. Vì vậy hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người chi tiết lại cách tạo hiệu ứng Trigger trong một trò chơi. Ở đây mình sẽ thiết kế 4 hình tương ứng với 4 bức tranh. Mình sẽ để 3 hình ảnh liên quan đến Trung Thu và một hình ảnh không liên quan đến Trung Thu. Và trò chơi của mình là khi trẻ bấm vào hình ảnh nào mà hình ảnh đó đúng thì khuôn mặt cười sẽ xuất hiện, và hình ảnh sai thì sẽ khuôn mặt mếu sẽ xuất hiện. Vì vậy mình sẽ chèn thêm các hình ảnh cười vào đây. Thu nhỏ hình lại, hình khuôn mặt cười mình sẽ để vào các đáp án đúng này. Sau khi xong mình bấm vào Keep Change, mình thu nhỏ hình lên lại để lấy góc. Bây giờ mình bắt đầu đặt hiệu ứng cho các đối tượng. Để làm được hiệu ứng Trigger, đầu tiên mình sẽ bấm chuột vào cái hình nền, cái hình bức tranh ở phía dưới, và sẽ đặt cho cái bức tranh này hai hiệu ứng. Mình vào Animation này, chọn một hiệu ứng xuất ra, sau đó mình add thêm một hiệu ứng nữa, đó là hiệu ứng chờ, hiệu ứng màu vàng. Ở đây cái hình bức tranh này của mình có tên là Color Bar. Để đặt được trigger cho hiệu ứng này thì mọi người bấm chuột vào hiệu ứng màu vàng, sau đó lên phần trigger, chọn On Click Up và chọn đúng tên của nó là Color Bar. Vậy là mình đã đặt xong trigger cho hiệu ứng này. Và khi mình tích vào cái hiệu
vào cái bức tranh này thì cái khuôn mặt cười sẽ xuất hiện. Vì vậy mình sẽ đặt hiệu ứng cho khuôn mặt cười. Khuôn mặt cười mình sẽ đặt một hiệu ứng đó là hiệu ứng xuất ra. Và mình sẽ kéo cái hình khuôn mặt cười này xuống cái hiệu ứng trigger mà mình vừa tạo và đặt cho nó ở chế độ là with preview. Và mình muốn thêm là khi cái khuôn mặt cười này xuất hiện ra thì xuất hiện kèm theo cả tiếng vỗ tay, thì mình sẽ bấm chuột vào mũi tên màu đen ở phía cuối của hiệu ứng, chọn effect option, chọn no sound và chọn vào applause. Ok, vậy là khi mình cho nó xuất hiện thì nó sẽ có tiếng vỗ tay. Và tiếp tục như vậy mình sẽ làm cho các hình còn lại. Thêm một hiệu ứng chờ nữa này. Và đặt hiệu ứng cho cái này. Với những bạn mà mới làm một vài lần đầu thì để tránh nhầm lẫn thì mình khuyên các bạn là lên làm hình ảnh nào thì ta sẽ đặt luôn trigger cho hình ảnh đó. Như vậy thì mình sẽ không bị nhầm. Và khi các bạn đã làm quen rồi thì các bạn có thể đặt luôn một loạt. Chế độ chọn tiếp tiếng vỗ tay. Đây là hình color 5 này. Trigger đúng vào cái hình có tên là color nam, và đặt là hiệu ứng cho cái hình này, icon này. Picture số 12 mình kéo xuống đây. Tiếp tục hình còn lại. Thêm một hiệu ứng nữa. Với hình khuôn mặt mếu, đây mình đặt trigger cho cái hiệu ứng này nè. Đây là hình khuôn. Hình ở trên này mình đặt nó ở chế độ After Preview cho nó xuất hiện lần lượt. Vậy là mình đã đặt xong hiệu ứng trigger cho slide này. Và bây giờ mình sẽ trình chiếu. Từng hình sẽ được xuất hiện. Và khi trẻ bấm vào hình nào sẽ có khuôn mặt cười và tiếng vỗ tay xuất hiện. Để bấm vào câu trả lời sai thì sẽ có khuôn mặt mới. Khuôn mặt cửa sẽ này, chúc các bạn thành công.